Đại Thiên Thế Giới tập 107. Chào mừng các bạn đã đến với Vua Phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Từ nham hai mắt sung huyết, nguyên khí màu tím điên cuồng lưu chuyển, thân là hoàng đạo, hắn đã có thể loáng thoáng đụng chạm xen lẫn nguyên khí thiên địa pháp tắc biên giới. Loại này thiên địa pháp tắc chính là hoàng đạo, không giống với đế hoàng bản chất khác nhau. Pháp tắc gia thân thì vạn pháp bất xâm, vạn vật không phá. Nhưng ở Tiêu Viêm nơi này, mênh mông nguyên khí lại phảng phất gặp kiên cường đối thủ, thế mà không thể xuyên thủng mảy may. Nếu như nói đế hoàng nguyên khí độ cường hoành tương đương với một tấm giấy trắng, như vậy hoàng đạo chính là một thanh lưỡi dao xuyên thấu giấy trắng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là trước mặt chương này giấy trắng, thế mà có thể so với thép tấm, khiến cho Từ Nham lần thứ nhất cảm thấy lực bất tòng tâm. Thánh thú tinh huyết mở. Từ Nham trợn mắt tròn xoe, trên cánh tay trái huyết mạch phún trương, nổi gân xanh, huyết dịch lưu động đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lưu động huyết dịch có một tia ngầm máu đen tia phun trào, chính là dung hợp huyền u long giao tinh huyết pha loãng mà thành. Rầm rầm rầm. Chấn thiên tiếng vang, như là sóng lớn từng đợt vọt tới, khiến người đinh tai nhức óc. Từ Nham nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn, cánh tay tinh huyết sát khí tràn trề, lộ ra mà ra, tựa như huyền u long giao phục sinh. Hoang cổ cự thú khí tức uy áp che ngợp bầu trời vọt tới, gần như đem phiến thiên địa này áp sập. Từ Nham trong lòng bàn tay nguyên khí màu tím càng thêm bành trướng, lần nữa ngăn trở Tiêu Viêm tiến công. Thánh thú tinh huyết lực lượng bị Từ Nham tối đại hóa phóng xuất ra, Tiêu Viêm tâm thần lập tức chấn động. Cỗ này bất lực cũng không phải là khí tức áp chế, mà là đồng dạng hấp thu thánh thú tinh huyết uy áp. Thanh Long pháp tu luyện bản nguyên đồng dạng lấy từ Huyền U Long giao, nhưng cũng chỉ là mượn nhờ năng lượng của nó đem Thanh Long pháp kích hoạt, thuộc về một loại chìa khóa tính chất tác dụng, mà Từ Nham thì là đem thánh thú tinh huyết triệt để luyện hóa thành năng lượng của mình, lấy vô hình chiến hữu hình. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Viêm ngực khí huyết quay cuồng, Thanh Long rơi trời cao uy thế cũng là yếu đi rất nhiều. Tiêu Viêm, ta nói qua, ta sớm muộn sẽ đích thân giết ngươi, hiện tại chính là lúc này. Từ Nham lên tiếng gầm thét, cánh tay trái đã đau gần như chết lặng, năm ngón tay run rẩy, nếu không phải hắn tâm trí kiên định, sớm đã ngất đi. Chẳng qua một kích này đủ để làm hoàng đạo đỉnh phong đại năng trọng thương, Tiêu Viêm coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Ông nguyên khí màu tím gầm thét, mượn nhờ tử linh trản công hiệu, đem đạo công kích uy thế phóng tới lớn nhất, tử khí trào lên chỗ, trên mặt đất bị cắt đứt xuất ra đạo đạo ngấn sâu, cự thạch hóa thành bột mịn, vách đá nứt thành bốn mảnh, phương thiên địa này đều muốn bị hủy đi. Huyền U Long giao tinh huyết phóng xuất ra sát khí nghiêm nghị, từng đạo phá hủy lấy Tiêu Viêm tâm lý phòng tuyến, loại này hữu hình sát khí liền xem như uy thế quyết đều không thể chống cự. Rất nhanh, Tiêu Viêm sắc mặt chính là trắng bệch, thân thể run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ bay rớt ra ngoài, cho đến lúc đó, chính là bỏ mình thời điểm. Hắc, Lệ Huyền không có từng nói với ngươi, không muốn cách luyện đan sư quá gần sao? Tiêu Viêm đột nhiên trợn to hai mắt, con ngươi dị thường tỏa sáng, khuôn mặt thế mà hiển hiện mỉm cười. Cái gì? Từ Nham sững sờ, nhìn qua Tiêu Viêm tỉnh táo đáng sợ nụ cười, trong đầu bỗng nhiên co lại, phảng phất nghĩ đến cái gì. Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, linh hồn lực lượng từ khi chỗ mi tâm tuôn trào ra, tựa như mãnh liệt thủy triều, trong chốc lát hình thành một đạo sắc bén linh hồn lưỡi dao, hướng về Từ Nham mi tâm hung hăng đâm tới. Từ Nham trong đầu bỗng nhiên đau xót, phảng phất bị ngàn vạn đạo châm nhỏ đâm, gào lên đau đớn lên tiếng, toàn thân lực đạo lập tức tiêu tán rất nhiều, trong mắt tơ máu dày đặc, thân thể lung la lung lay, dường như liền phải rơi xuống. Tử linh trản nguyên bản bảo hộ lấy thân thể của hắn, Tiêu Viêm triệt để đánh giết, hắn đã là đem tử linh trản tất cả năng lượng đều sử dụng không còn, mặc dù dùng nguyên khí giáp trụ, lại là xem nhẹ Tiêu Viêm linh hồn lực lượng. Tiêu Viêm bỗng nhiên tung người, thế như sấm đánh một quyền đánh bay ra, trực tiếp đem Từ Nham quanh thân đạo đạo tử khí đánh nát, nguyên khí giáp trụ càng là chia năm xẻ bảy, bay ngược mà ra, thân thể mạnh mẽ nhập vào xa xa vách đá, xâm nhập trong đó. Tiêu Viêm trên mặt đất, sắc mặt mặc dù y nguyên tái nhợt, thần sắc lại là bình tĩnh như nước, nhìn thoáng qua xa xa Tiểu Ngạo, thấy bình yên vô sự chính là chậm rãi đi qua, trong bàn tay hấp lực tăng vọt, đem Từ Nham tử linh trản cầm trong tay, ở người phía sau ánh mắt tuyệt vọng trung tướng tử linh trản thu nhập nạp giới. Tiêu Viêm, Từ Nham mở to hai mắt, nhìn qua phía ngoài Tiêu Viêm, trong lòng mặc dù nổi giận, lại là không có chút nào khí lực từ khe hở ra tới, lập tức cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng phí sức gạt ra hai chữ tới. Ha ha ha. Vẫn là ngươi bại, nếu như ngươi không có linh hồn lực lượng, hiện tại trong này tuyệt đối là ngươi. Từ Nham nuốt một búng máu, đột nhiên cười to, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tử linh trản, đây chính là trung giai thiên binh, mặc dù chỉ là phụ trợ tính thiên binh, nhưng tương tự có thể ngộ nhưng không thể cầu, thế mà cứ như vậy bị Tiêu Viêm lấy đi. Hàm răng cắn chặt, Từ Nham nhịn không được chửi ầm lên. Phương Tài hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí không tốt, nếu như kiên trì một hồi nữa, đứng ở chính là hắn. Ngươi cho rằng như vậy? Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, văn ngôn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Từ Nham, lạnh cười một tiếng, trong cơ thể ba loại đế viêm đồng thời thiêu đốt, trong nháy mắt, thực lực bản thân chính là đột phá đế hoàng, đạt tới hoàng đạo cấp độ. Ta cho ngươi biết, cùng ngươi giao thủ, đế viêm đều chẳng muốn lấy ra, mặc dù ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy áp lực, có điều, cũng chỉ có như thế, bàn về mặt ngoài thực lực, ta có thể bày ra, không kém ngươi. Kinh khủng uy áp vừa để xuống tức thu, Tiêu Viêm đem một viên đan dược bỏ vào trong miệng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thụ được Tiêu Viêm trên thân kia cỗ kinh khủng uy áp, Từ Nham trong mắt không cam lòng rốt cục biến thành bất lực, đổ vào vách đá khe hở, một cỗ đắng chát tư vị ở trong lòng điên cuồng tràn ngập.
Còn có, linh hồn lực lượng cũng là một loại thực lực, coi như ta dùng linh hồn lực lượng cùng ngươi giao thủ, cũng có thể giữ lẫn nhau một lát, tin tưởng ta không giết ngươi, Lệ Huyền Phong hẳn là sẽ tìm tới nơi này. Xoay người, Tiêu Viêm nhẹ cười một tiếng, hắn linh hồn lực lượng giờ phút này đã vượt xa dị cảnh đại viên mãn, khoảng cách kia thần bí huyễn linh mặc dù không biết còn cần bao lâu, nhưng hắn có tự tin mãnh liệt, mình linh hồn lực lượng tuyệt đối có thể để hoàng đạo cường giả vì đó hoảng sợ. Oanh! Từ Nham hung hăng đệm ở một vách đá, phát tiết lấy tức giận trong lòng, nhìn qua Tiêu Viêm chậm rãi bóng lưng rời đi, mình cuối cùng vẫn là bại. Triệt để bại. Tiểu Ngạo trong hôn mê, Tiêu Viêm gánh vác mang theo, ánh mắt đảo qua địa phương này quyết định phương hướng đang muốn rời đi, thần sắc đột nhiên động một cái, mấy cái tung người đi vào một vùng phế tích, xuất ra thương viêm xích công chúng nhiều cự thạch đánh bay, rất nhanh liền nhìn thấy một cái đầy bụi đất người ghé vào đau khổ tiếng hừ. Vạn Lão Sơn, lão này mệnh thật sự là cứng rắn. Nhẹ cười một tiếng, Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, ngón tay khẽ động, một cái hòm sắt chính là hiện ở trong tay, đem Long Tu Thanh Linh tham gia lấy ra nửa cái bàn tay lớn nhỏ ném xuống, đau khổ kêu thảm thiết Vạn Lão Sơn mũi khẽ động, vội vàng đem Long Tu Thanh Linh tham gia nhặt lên, thấy lập tức vui vẻ ra mặt, lại là thông minh không có ngẩng đầu, không nhìn tới Tiêu Viêm mặt, bởi như vậy, coi như Lệ Huyền Phong hỏi tới hắn cũng có thể làm cái gì cũng không biết. Linh hồn lực lượng lách nhìn qua mảnh này tối tăm sơn động, Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện Viên Thông Thiên phụ tử khí tức, hai người khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng cũng chỉ là ngất đi, đối với hai người Tiêu Viêm cũng chưa nói tới hảo cảm gì, hướng hai người trong miệng nhét vào một viên đan dược chính là nhanh chóng rời đi, sống hay chết, liền nhìn hai người tạo hóa. Rất nhanh, Tiêu Viêm lại một lần nữa đi vào vực sâu chỗ địa phương, cầu dây chẳng biết tại sao lại là đứt gãy, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, đem Tiểu Ngạo ôm vào trong ngực, phía sau hai cánh huy động, hướng về đối diện nhanh chóng lao đi. Loạn máu trên sườn núi không, biển máu ngập trời, vô tận mùi tanh từ đó phát ra, mỗi một giọt máu đều có đánh giết đế hoàng thực lực, sóng máu lôi cuốn mà đến, che ngợp bầu trời, đem chân trời đều là xâm nhiễm, như là gào thét huyết long, xé rách chân trời, đâm rách hư không. Huyết Ảnh đứng ở trong biển máu ương, thân thể máu thịt đã là bị ăn mòn, bạch cốt âm u bộc lộ mà ra, khớp xương hiện ra u hắc quang trạch, hắn lấy thân hóa huyết biển, khớp xương làm đao, nhỏ máu vì lưỡi đao, tựa như bổ thiên liệt sát phạt chi trận, đem Lệ Huyền Phong tầng tầng vây quanh, huyết hải cuồn cuộn, bừa bãi tàn phá mà xuống. Lan tràn huyết hải bao phủ vùng thế giới này, kinh khủng mùi huyết tinh tràn ngập tại toàn bộ hỗn loạn chi đô. Trong lúc nhất thời, hoàng đạo phía trên cường giả đều là có cảm ứng, lập tức từng tia ánh mắt quét ngang mà đến, muốn tìm tòi hư thực. Sườn núi phương hướng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Trụ Phong, đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, một đôi linh nhãn nhìn thấu ngàn vạn dặm xa, vừa mắt chỗ lại là huyết hồng một mảnh, không thể nào biết được. Loạn máu sườn núi, tội máu, chẳng lẽ là hắn sinh ra rồi? Yên Thiên Đế biến sắc, cho thấy ít có kinh hoàng. Hắn là ai? Đại trưởng lão giật mình, đối với loạn máu sơn núi lai lịch, hắn cũng chỉ là hơi biết một chút, lại không bằng Yên Thiên Đế loại này thủ hộ hỗn loạn chi đô người rõ ràng. Tội máu, Trác Thiên Lăng. Yên Thiên Đế trầm mặc chỉ chốc lát, hai mắt nhắm nghiền, ngửa đầu lắp bắp nói. Trác Thiên Lăng, Thanh Kiếm Thánh Vương Trác Thiên Lăng. Đại trưởng lão lông mày nhíu lại, Trác Thiên Lăng thân là thượng cổ thanh danh nhất rõ rệt chí thánh một trong, thực lực tự nhiên có thể xưng nghịch thiên, chẳng qua loại này thanh danh, lại là số danh chiêu lấy ý tứ, thả ra cổ vu nhất tộc vương, gần như làm cho cả đại thế giới luân hãm, bởi vậy bị mang theo nhân tộc tội nhân. Trác Thiên Lăng khi còn sống bị chú oán nguyền rủa, sau khi chết ngàn vạn năm không được an bình, thánh huyết vẩy vào loạn máu trên sườn núi, thường xuyên có huyết dịch hội tụ mà xuống, tiến vào người chết trong thân thể, hình thành tội huyết chi thân, thực lực cường đại vô cùng, tai họa nhân thế. Yên Thiên Đế chắp tay sau lưng, ngóng nhìn chân trời, như muốn khám phá hư không. Đến cùng là cái gì chú oán, có thể để cho chí thánh mắc lừa? Đại trưởng lão trong lòng giật mình, thành tựu thiên tôn chính là vạn pháp bất xâm, chí thánh thân thể càng là nhìn thấu hư ảo, phá diệt nhân quả, vậy mà lại bởi vì một loại chú oán mà để thánh huyết tai họa trong nhân thế. Man vực man thần chú. Yên Thiên Đế mím môi một cái, tiếp theo nhẹ nhàng mở miệng. Man thần. Văn Ngôn, đại trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi, trong truyền thuyết man thần sáng tạo man vực, thiết tứ đại man tướng quản lý, man thần vẫn lạc, một miếng con mắt may mắn còn sống sót tại thế, nghe nói miếng con mắt có thể khám phá đại thế giới hết thảy hư ảo, càng đầy lấy điên đảo nhật nguyệt, thôn vệ sơn hà, mà quỷ dị nhất chính là tụng ngâm man thần chú. Bị man thần chú tụng ngâm người, vô luận thực lực như thế nào, đều sẽ gặp bất trắc, loại này thần bí khó lường uy lực tự nhiên chấn nhiếp vô số người, coi như năm đó cổ vu chi loạn, cũng không có bất kỳ cái gì một cái cổ vu có can đảm xâm chiếm man vực, bất đắc dĩ man vực nội loạn, man thần mắt cũng chỉ là nguyền rủa Trác Thiên Lăng một lần liền không biết tung tích, món này có thể so với thánh vật bí bảo từ đó tung tích không rõ. Cứ việc Trác Thiên Lăng tội máu sơn núi cải thành loạn máu sơn núi, nhưng gia trì ở trên người hắn chú oán lại không giảm mảy may, không nghĩ tới trôi qua nhiều năm như vậy, còn có tội huyết chi thân xuất hiện. Yên Thiên Đế hất lên tay áo, kiếm mi đứng đấy, trầm mặc chỉ chốc lát đột nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi đoán hiện tại là ai đang đối kháng với hắn? Trác Thiên Lăng thực lực từ xưa đến nay đều ít có người địch nổi, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng dù cho chỉ là một giọt máu tươi hình thành tội huyết chi thân, nghĩ đến thực lực cũng là phi phàm, có thể cùng hắn đối kháng, chỉ có Lệ Huyền Phong. Đại trưởng lão sắc mặt một trận cổ quái, lập tức biến sắc, thở nhẹ một tiếng nói, không tốt, Tiêu Viêm chính ở chỗ này, nếu như bị lão này phát hiện liền không tốt. Trên song trưởng nguyên khí phun trào, liền phải xé rách không gian mà đi.
Đại trưởng lão, lần này liền để ta đi. Lệ Huyền Phong, ta cũng muốn gặp thấy. Yên Thiên Đế đột nhiên ra tay ngăn cản, nhẹ cười một tiếng, đã là đằng không mà lên, ta cùng hắn nói chút chuyện. Nơi này dù sao không phải hắn Dòng Binh Liên Minh, ngươi yên tâm đi, Tiêu Viêm ta sẽ bình yên vô sự mang về. Tiếng nói vừa dứt, đã là như là một trận gió nhẹ, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhìn qua Yên Thiên Đế rời đi địa phương, Đại trưởng lão khẽ thở dài một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía nội viện phương hướng lẩm bẩm, đến không thể không rời đi thời gian, trước khi đi, một ít chuyện vẫn là muốn nhanh chóng xử lý. Kia hai cái lão bất tử, đến cùng đi nơi nào? Vô biên huyết hải cuốn tới, Lệ Huyền Phong như là trong sóng dữ một chiếc lúc nào cũng có thể sẽ bị dình ngập nhẹ buồm, tại mênh mông trong biển máu lung lay sắp đổ. Lấy thân hóa huyết biển, tội huyết chi thân, người đã khác biệt dĩ vãng, liền xem như chỉ thánh huyết dịch, cũng chống đỡ bất quá thời gian hao tổn. Không nhìn như sóng to gió lớn huyết hải, Lệ Huyền Phong nhìn thẳng gầy yếu tựa như khung xương một loại tội huyết chi thân, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại vang vọng bên tai. Thánh thuật, hư không lược ảnh. Đợi đến huyết hải ba đào sắp bao phủ thân hình Lệ Huyền Phong đột nhiên thét dài một tiếng, sau một khắc, bàng bạc nguyên khí gào thét mà ra, chân chính thánh thuật trong tay thi triển ra. Thiên địa chấn động, dãy núi nứt nát, Lệ Huyền Phong đạp đứng ở trời cao, phía sau hiện lên một bức vô tận hư không óng ánh cảnh tượng, hư không cuối cùng, vô số đạo huyết sắc dấu vết hút qua, đâm rách hư không, tựa như sát na phương hoa, kinh diễm tại thế, lại như ngạo thế thương long, xé rách thiên địa mà đi. Hư không, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, bị huyết sắc dấu vết nhào nhào đánh nát, sao trời nổ tung, sao trời vẫn diệt, vô tận tinh mang tứ tán mà bay, huyết sắc dấu vết bỗng nhiên hợp nhất, đột nhiên nhảy ra Lệ Huyền Phong phía sau vô ngần hư không, đem nó cả người lôi cuốn ở, đột nhiên tiêu tán. Bàng bạc huyết hải chảy qua mà tới, không gian vỡ vụn, tràn ra ngầm dòng máu màu đỏ, đem Lệ Huyền Phong phương tài đứng thẳng địa phương thôn phệ, lại là biến mất tại chỗ. Tội huyết chi thân đột nhiên nổ tung, mấy trăm cây tối tăm sắc xương cốt bay ngược mà ra, tại trong biển máu nhao nhao hóa thành từng chuôi như muốn chặt đứt chân trời cốt đao, đao mang tán đi, dãy núi nháy mắt bị đánh vì hai đoạn. Một đạo huyết sắc dấu vết từ không gian đột nhiên hiện lên, phía trước một thanh cốt đao nháy mắt đánh nát vì huyết dịch, sau một khắc, phảng phất có được ngàn vạn đạo ấn ngấn xuất hiện, chỉ một lát sau, khiến cho không gian vì đó kinh hãi cốt đao nhao nhao chôn vùi, lưu rót vào trong biển máu, gào thét không ngừng. Tiệt Thiên Thông Sát, nhàn nhạt quát lạnh âm thanh từ trong hư không vang lên, huyết sắc dấu vết từ không gian hiển hiện, đột nhiên xẹt qua tội huyết chi thân đầu, một đạo rất nhỏ giòn vang truyền ra, sau một khắc, gào thét huyết hải lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại đầu lâu tội huyết chi thân run rẩy một lát, đột nhiên hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán, mà biển máu vô tận cũng vào lúc này như gió tiêu tán đi, không có để lại mảy may. Không gian huyết sắc dấu vết chợt lóe lên, Lệ Huyền Phong thân hình một lần nữa hiển hiện, đứng thẳng giữa hư không, trong tay huyết mãng dao găm đầu dao vỡ vụn một góc, Lệ Huyền Phong nhìn qua chỗ ngực một đạo huyết ấn, nhịn không được khẽ thở dài một cái, bao nhiêu năm chưa từng trải qua sinh tử đại chiến, ám sát thuật thế mà không giống dĩ vãng như vậy hạ bút thành văn, an nhàn sinh hoạt quả nhiên hại chết người. Huyết mãng dao găm mặc dù vỡ vụn một góc, hắn không chút nào không hoảng hốt, chính là thiên binh, linh tính 10 phần, tự nhiên sẽ không vì vậy mà biến thành phàm vật, giao cho Huyền Hoàng Đế luyện chế, uy lực không thua dĩ vãng. Tổn thương phát giác được ngực mơ hồ truyền đến kỳ đau nhức, Lệ Huyền Phong nhíu nhíu mày, thật đúng là rất lâu không có cảm giác được đau đớn tư vị. Lệ Huyền Phong ngồi xếp bằng vào hư không, điều tức lấy trong cơ thể cuồn cuộn nguyên khí, bàng bạc nguyên khí tuôn ra, tinh tế đền bù lấy ngực thương thế. Đột nhiên, một đạo tinh mang từ chợt lóe lên, cấp tốc lướt qua Lệ Huyền Phong bên người, hướng lên trời bên cạnh bạo lướt mà đi, tốc độ nhanh chóng, tựa như tinh thần lấp lánh. Tiêu Viêm nhẹ hít mắt, hai mắt chậm rãi mở ra, Lệ Huyền Phong như có điều suy nghĩ nhìn về phía tinh mang lao đi phương hướng, nhẹ cười một tiếng, đôi mắt thần quang phun trào, nháy mắt sau đó, thân thể đã là từ biến mất tại chỗ, tốc độ so với tinh quang tịch bước đều muốn nhanh lên mấy phần. Tiêu Viêm thân hình như điện, trong chốc lát đã là xuyên qua mấy ngàn dặm xa, mắt thấy liền đem Lệ Huyền Phong xa xa bỏ lại đằng sau, tâm tình khẩn trương còn chưa buông lỏng, Tiêu Viêm sắc mặt chính là lặng yên biến đổi, bạo lướt hướng về phía trước, thân thể cưỡng ép run lên, sau một khắc, phía sau không gian đột nhiên vỡ vụn, một thanh huyết sắc chủy thủ tựa như cự mãng phá không mà ra, chủy thủ đỉnh chóp cứ việc vỡ vụn một chút, nhưng xẹt qua không gian lại là đạo đạo vỡ vụn, như muốn vạch phá thiên địa. Hiểm mà lại hiểm, né qua huyết mãng dao găm đánh lén, Tiêu Viêm tâm niệm cấp chuyển, tinh quang tịch bước mặc dù đạt tới thánh thuật cấp độ, nhưng lấy mình thực lực trước mắt đến nói xa xa không phát huy ra toàn bộ uy lực, Lệ Huyền Phong chân thân càng là thành tựu thiên tôn vị trí, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đạo phân thân nghĩ đến tự nhiên cũng có chỗ hiểu thấu đáo, huống chi lấy ám sát làm chủ, thân pháp tuyệt học nhiều vô số kể, nếu là đơn giản một đuổi một chạy, mình sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Thiên Đế lửa tôi thân, Đế Viêm bí kỹ, vòng hỏa đạo. Phát giác được sau lưng khí tức khủng bố càng thêm tới gần, Tiêu Viêm cũng không còn giấu giốt, thân nguyên khí điên cuồng phun trào, ba loại đế viêm toàn bộ bốc cháy lên, thúc dục làm trong cơ thể nguyên khí cùng bạo, trong chốc lát, Tiêu Viêm thực lực đã là vượt xa hoàng đạo chi cảnh, so với Tử Nham cũng mạnh hơn một tuyến. Thực lực tăng nhiều, Tiêu Viêm tốc độ càng thêm cấp tốc, chân tinh mang phun trào, đem hư không đều là đạp tan, một bức tinh không mênh mông hoàn vũ từ hư không hiện lên, Tiêu Viêm đạp lập trên đó, nửa bước ngàn dặm xa. Thú vị, đừng nói là thánh thuật.
một kích không trúng. Lệ Huyền Phong trong mắt lóe lên mỉm cười, trong lòng không khỏi vì người thanh niên này tán thưởng một phen. Từ Lệ Huyền trong miệng nghe nói đã qua mấy chục năm, ngắn ngủi như thế thời gian, thế mà đã có như thế tiến bộ, càng là quét ngang Trừ Học Viện thiêu tử, cường thế trở thành nhìn thanh niên một đời đệ nhất nhân, so với Lệ Huyền, không biết xuất sắc bao nhiêu. Thánh Vẫn Sơn chỉ thánh còn sót lại, ngươi hẳn là toàn bộ đắc thủ đi, có ý tứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lệ Huyền Phong bước chân tiến tới chậm rãi dừng lại. Sau một khắc, một vòng vô tận sát ý từ nó đôi mắt trung lưu lộ ra, cỗ này sát ý mới ra, nháy mắt đâm rách thanh thiên, mang theo âm hàn ý sát phạt lướt qua hư không, khuấy động phong vân, như là vào đông ngày rét lạnh lẽo hàn băng, ầm vang mà xuống. Nhanh chóng tiến lên Tiêu Viêm như gặp phải trọng kích, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, một ngụm máu tươi lập tức không bị khống chế phun ra. Cỗ này vô hình sát ý dường như tùy thời tại âm u nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm hắn, thừa dịp hắn hơi thư giãn một nháy mắt, phát động chí mạng một kích, như là một ám sát thích khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mục tiêu vẫn lạc thời điểm. Sát ý như đao đâm xuyên thương khung, xuyên qua thanh thiên, chín đạo sát ý chi đao nộ long đánh tới, hướng về Tiêu Viêm chém xuống. Người lúc này thực lực đúng là không chịu nổi một đạo công kích. Huyền Võ Long Giáp Chú bị sát ý bao phủ, Tiêu Viêm ánh mắt một trận rời rạc, toàn thân bởi vì rét lạnh mà run rẩy, bị máu tươi nhiễm đỏ bờ môi khẽ run, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể nguyên khí phảng phất đột phá hàn băng phong tỏa phun ra ngoài, như là thượng cổ truyền đến tối nghĩa chú ngữ vang lên tại Tiêu Viêm trên da thịt che kín vách đá vết rách. Sát ý chi đao chém xuống, bổ vào Tiêu Viêm trên lưng, cùng từng đường vết rách chạm nhau, sau một khắc, sát ý chi đao ầm vang mà nát, Tiêu Viêm thân thể run lên bần bật, lập tức khôi phục bình thường. Liên tục hai đạo sát ý chi đao phách chạm, Huyền Võ Long Giáp Chú lập tức ầm vang mà nát, trong đó Tiêu Viêm cũng là như là diều bị đứt dây một loại bay ngược mà ra, mạnh mẽ nện vào một tòa sơn mạch to lớn, cho bụi tràn ngập, đá rơi cuồn cuộn. Tiêu Viêm, ngươi nghe rõ ràng, đạo phân thân mặc dù chỉ có đế đạo thực lực, nhưng lại có thiên tôn pháp tắc ở, đừng nói ngươi chỉ là tạm thời đạt tới hoàng đạo, coi như là chân chính đế đạo ở đây, cũng không dễ dàng tránh thoát rơi, đừng nghĩ lấy chống cự, cùng bổn tọa đi thôi, bổn tọa thế nhưng là có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi đây. Lệ Huyền Phong thanh âm vang vọng vùng trời này, người dù chưa đến, thanh âm lại là truyền tới. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm thân ảnh đột nhiên từ trong núi sâu lướt lên, không nói hai lời chính là hướng nơi xa thoát đi, thân hình vừa động, sát ý chi đao đã là chảm phá thương tiêu mà đến, một đao rơi xuống, không gian vỡ vụn, Tiêu Viêm thân thể cũng là lặng yên vỡ vụn. Hóa thân đan, loại này trẻ con đồ vật ngươi cũng lấy ra, xem ra một chút biện pháp cũng không có, thành thành thật thật cùng bổn tọa đi thôi. Lệ Huyền Phong đứng ở hư không, hai mắt khẽ nhắm, thần du thái hư, thao túng sát ý chi đao, bị Tiêu Viêm dùng hóa thân đan tiêu hao một đạo. Lệ Huyền Phong chỉ là nhẹ cười một tiếng, năm ngón tay huy động, còn lại bốn đạo sát ý chi đao chém vỡ thiên địa, sát ý lượn lờ, đã là đem tầng tầng cây rừng vẫn diệt, một đạo thân hình phóng lên tận trời, có chút chật vật, chính là Tiêu Viêm. Lão già, nơi này không phải ngươi Dòng Binh Liên Minh, ta liền không tin Yên Thiên Đế sẽ mặc cho ngươi ở đây phách lối. Tiêu Viêm tóc tai bù xù, ngữ khí lạnh lẽo, hắn đạp nát hư không mà đi, chân tinh mang lát thành một đầu sao trời con đường, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị người như thế truy sát, mình lại không hề có lực hoàn thủ, đế hoàng cùng có được thiên tôn pháp tắc đế đạo so sánh. Trước khi hắn tới, đầy đủ đưa ngươi bắt. Lệ Huyền Phong từ chối cho ý kiến, thực lực của hắn ở đây bày biện, chính là đại thế giới đều có thể đi phải, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái hỗn loạn chi đô. Tốt, nếu là ta phải thoát, ngày sau tất gọi ngươi Dòng Binh Liên Minh máu chảy thành sông. Trong cơ thể truyền đến đau đớn thời khắc không ngừng tê liệt lấy Tiêu Viêm thần kinh, Tiêu Viêm mặt mày dữ tợn, toàn thân máu chảy ồ ạt, gầm thét hướng lên trời. Cuồng vọng thằng nhãi ranh, cũng dám ở trước mặt bản tọa buông lời. Lệ Huyền Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này mới nhớ tới mình tựa hồ có chút thoát ly người ám sát dự tính ban đầu, trong bất chi bất giác, vậy mà cùng tiểu tử này nói nhiều lời như vậy, đây chính là ám sát chi đạo tối kỵ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ý niệm tốc độ vô cùng vô tận, trong chốc lát chính là đuổi kịp Tiêu Viêm, đạo thứ 6 sát ý chi đao vắt ngang hư không, như muốn chém hết thương khung, lạnh thấu xương sát khí tràn ngập thiên địa, khiến người không chỗ ẩn trốn. Sát ý chi đao chém xuống, chém đứt phương hư không, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên lóe lên, đúng là trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ngoài ngàn dặm, chính là hành giới ngọc tác dụng. Lệ Huyền Phong không nói một lời, sát ý chi đao tốc độ lại là càng nhanh hơn, trong chớp mắt chính là chém xuống hai đao, Tiêu Viêm tinh thần căng cứng đến cực hạn, trong tay hành giới ngọc linh khí điên cuồng phun trào, giật mình suýt chết tránh thoát đệ nhất đao, đao thứ hai lại là đến không kịp né tránh, bị lạnh lẽo sát ý xâm nhập trong cơ thể, một cỗ khó mà hình dung kịch liệt đau nhức đột nhiên truyền khắp Tiêu Viêm toàn thân, đầu não phảng phất đều muốn nổ tung, vô lực hướng về rơi xuống mà đi. Lệ Huyền Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ngực vết thương đã là biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm hạ xuống phương hướng, lạnh cười một tiếng, trực tiếp đạp không mà đi, hắn muốn tự tay bắt giữ. Tiêu Viêm đau khổ nằm rạp trên mặt đất, trong cơ thể lạnh lẽo sát khí như là như man ngư mạnh mẽ đâm tới, Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch, nhịn xuống không đau hô lên âm thanh. Tiêu Viêm trợn mắt tròn xoe, nắm đấm ầm vang nện xuống, một khối một người cao cự thạch trực tiếp hóa thành mảnh vụn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, vô tận mê muội không ngừng tràn vào trong đầu. Tiêu Viêm trầm giọng gầm thét, trong cơ thể phảng phất bị cắt nát, dường như không có bất luận cái gì chi giác. Tiêu Viêm là chân chính sát khí, đem nó luyện hóa.
Đột nhiên, Tiểu Ngạo hư nhược thanh âm đột nhiên Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Loại này sát khí chính là tu luyện Thanh Long pháp thức thứ 3 thời cơ, người nhất định phải thanh tỉnh luyện hóa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy vào trong đất bùn, Tiêu Viêm lấy quyền nện đất, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân kinh mạch đều đang run rẩy. Nghe Tiểu Ngạo, lập tức giống to một tiếng, răng đen bờ môi đều là cắn nát, máu me đầm đìa. Đau khổ đứng dậy ngồi xuống, toàn thân da thịt, bởi vì trong cơ thể dị biến đều là từng khúc nứt toác, như là khe hở cấp tốc lan tràn toàn thân, máu tươi tràn ra, nháy mắt đem nó nhuộm thành huyết nhân, khủng bố mà dữ tợn. Bầu trời xanh cuồn cuộn, dãy núi vần quanh, sơn nhạc nguy nga phảng phất bị đánh nứt, vách đá trơn nhẵn, trong đó sơn lâm toàn bộ biến thành mảnh vụn, sát ý chi đao khí kình, khai sơn liệt địa. Trong cơ thể huyết sắc sát khí mãnh liệt hướng toàn thân va chạm mà đi, không ngừng đánh vào đông đảo kinh mạch phía trên, truyền tới đau đớn, khiến cho Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, mồ hôi đã sớm đem phế phẩm quần áo thấm ướt. Chín đạo bản nguyên xiềng xích ầm vang đong đưa, xiềng xích phía trên nguyên khí gào thét, hóa thành một đạo nguyên khí đại thủ, liền phải đem đạo sát khí nắm trong tay. Tiêu Viêm thân thể nhoáng một cái, một cỗ máu tươi lần nữa từ miệng phun ra ngoài, mặt tái nhợt, thêm vào một vòng quỷ dị hồng nhuận, thân thể lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống, nhưng hai con ngươi nhưng lại có một cỗ không cách nào hình dung thiên nghị, đây là trải qua vô số gian nan tâm tính, như là một tôn lịch huyết thượng cổ thần vương, có máu nhuộm phong thái. Tiêu Viêm trong cơ thể không thể làm gì, nhìn qua mạnh mẽ đâm tới huyết sắc sát khí, thương thế của hắn nghiêm trọng, đối với cỗ này sát khí bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn không chút kiêng kỵ tại Tiêu Viêm trong thân thể lưu động, phá hư trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Tiểu Ngạo bên người, trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, thút thít lôi kéo Tiểu Ngạo tay. Ta cũng không có cách nào, ba cái đế viêm thôi động thiên đế lửa. Tiêu Viêm cũng không đủ nguyên khí đến thôi động đế viêm, người bây giờ đối ba loại đế viêm lực khống chế yếu như vậy, vạn nhất ra ngoài xảy ra điều gì đường rẽ, sẽ đem Tiêu Viêm hại chết. Sờ sờ tiểu y cái đầu nhỏ, Tiểu Ngạo ủ rũ, hiện tại liền nhìn Tiêu Viêm mình, chúng ta không thể giúp hắn. Tiểu y cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bi thương nhẹ y một tiếng, đặt mông ngồi xuống. Tiêu Viêm cái cổ nổi gân xanh, nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, trong cơ thể khung xương phẳng phất đều muốn bị cỗ này sát khí chặt đứt, chín đạo bản nguyên xiềng xích hóa thành nguyên khí đại thủ cứ việc đem nó nắm chặt, lại là chậm chạp khó mà luyện hóa, tràn ngập ra sát khí, gần như liền phải chém hết trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Sắc bén sát cơ chém xuống tại nguyên khí đại thủ, tiếng sắt thép va chạm ầm vang mà tán. Tiêu Viêm trong cơ thể chấn động, giống như giao long rời sông lấp biển. Tiêu Viêm khí huyết quay cuồng, bản nguyên đế tinh bàng bạc nguyên khí gào thét mà ra, điên cuồng chấn áp cỗ này sát khí. Sát khí nghiêm nghị, mỗi một đạo khí cơ đều ẩn chứa thiên tôn pháp tắc, đối kháng âm dương tương hợp nguyên khí. Trong lúc nhất thời, cả hai đúng là bất phân cao thấp. Tiêu Viêm xếp bằng ngồi đất, trong cơ thể khí huyết quay cuồng như lôi đình vang vọng, hắn toàn thân tắm rửa lấy máu tươi, nguyên khí bàng bạc mà ra, khiến cho quanh thân linh quang đại thịnh, một đôi đỏ ngầu trong con ngươi hiện lên lấy vô cùng tràn đầy tinh quang, trên đỉnh đầu cường đại linh hồn lực lượng khuếch tán bốn phương, đem cả tòa sơn mạch đều là bao quát ở, quan sát đến Lệ Huyền Phong. Âm dương tương hợp, vạn đạo linh âm. Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên hiện lên hai câu này, như là một đạo như kinh lôi vang vọng trong đầu, mơ hồ trong đó, phảng phất đối đại trưởng lão lúc trước đã nói có một tia minh ngộ, giấu ở nguyên khí tiềm lực. Tiêu Viêm tâm thần câu chiến, trong chốc lát bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình âm dương nguyên khí, giờ phút này đủ để chống cự ẩn chứa có thiên tôn pháp. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân khớp xương bạo hưởng, quanh thân máu sẹo đột nhiên nổ tung, toàn thân linh quang vạn trượng, như mộc thần quang, một cỗ mênh mông khí uy từ đỉnh đầu tuôn ra, quét qua chân trời mây tản, tức giận gào thét, ngọn núi nứt toác, như dòng khí thế phóng lên tận trời, chấn vỡ hư không. Bàng bạc âm dương nguyên khí cuốn tới, đem cỗ này sát khí hoàn toàn thôn phệ, như tiên nhạc cùng vang lên, linh âm nở rộ, một cỗ hoàn toàn mới sinh cơ từ đó dâng lên mà ra, trong chốc lát, không gì sánh kịp lực lượng một lần nữa tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, trên không hư không lặng yên mà nát, cuối cùng một đạo sát ý chi đao giận chém thương tiêu, chém đứt hư không mà xuống, rét lạnh sát ý khiến người như rơi cửu u, sát khí như biển, càn quét thương khung, Tiêu Viêm thân ở trong đó, như là lúc nào cũng có thể sẽ lật úp sâu kiến. Tiêu Viêm trong hai con ngươi linh quang bạo dũng, hắn khí huyết như biển, tinh lực như núi, hiểu thấu đáo nguyên khí âm dương tương hợp thời cơ, mỗi một đạo nguyên khí tấm lụa đều là hùng hồn vô cùng, đủ để đánh nát sơn nhạc. Thánh thuật Thanh Long chém thương tiêu. Tiêu Viêm không tránh không né, đón sát ý chi đao sải bước mà lên, toàn thân linh quang vạn trượng, như là thần linh giáng lâm, bàng bạc nguyên khí gào thét, Tiêu Viêm thân hóa thành rồng, vảy rồng màu xanh bốc kim quang, chiến ý dâng cao, lại là thánh thuật. Lệ Huyền Phong ẩn nấp trong hư không, nhìn thấy Tiêu Viêm dung chuyển trời đất một kích, không khỏi vừa sợ vừa giận, liền xem như một tôn hoàng đạo, khi triển thánh thuật đều muốn tiêu hao rất lớn nguyên khí, tiểu tử này sao có thể liên tiếp thi triển đi ra. Đầu tiên là thân pháp thánh kỹ, lần này lại là công kích thánh thuật, thần hóa thanh long, lại có như vậy một tia dung chuyển thương khung cảm giác. Quản ngươi là rồng hay là run, muốn trấn áp ngươi, chẳng qua một hơi mà thôi. Lệ Huyền Phong sắc mặt âm trầm, ẩn thân vào hư không, trong tay huyết mãng dao găm quậy tung, trong con ngươi thiên tôn pháp tắc lưu chuyển, câu thông thiên địa chi lực tìm kiếm lấy Tiêu Viêm để lộ ra sơ hở, liền phải một đòn giết chết. Loại này thiên phú cùng năng lực đã đủ để địch nổi từ xưa đến nay đông đảo còn chưa trở thành chí thánh, thanh niên yêu nghiệt. Vùng thế giới này đều là biến sắc, cùng tinh quang tịch bước khác biệt. Thanh Long chém thương tiêu là chân chính thuộc về công kích tính chất thánh thuật, vô luận là chí thánh, thánh vật, thánh binh vẫn là thánh kỹ,
chỉ cần nhiễm phải một cái thánh chữ, chính là không thể địch nổi đại danh tử. Thanh long gào thét mà lên, đuôi rồng đong đưa không gian nứt toác, to lớn thân rồng ngăn trở sát ý chi đao, vảy rồng màu xanh tia sáng hiện lên, khiến cho sát ý chi đao căn bản xâm nhập không được trong cơ thể, âm dương tương hợp nguyên khí cuốn tới, đúng là muốn đem sát ý chi đao cưỡng ép luyện hóa. Bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là đế đạo chí tôn sinh tử đại chiến, đây là thánh thuật khí cơ a? Chẳng lẽ loạn máu sườn núi có thánh thuật xuất thế? Hỗn loạn chi đồ lại một lần nữa chấn động, tất cả phát giác được cường giả nhao nhao khởi hành, muốn tìm tòi hư thực, nếu thật là thánh thuật xuất thế, tuyệt đối sẽ gây nên một trận kinh thế chi chiến, chưa từng xuất thế lão quái vật đều sẽ nhịn không được ra tay. Học viện Vân Lạc, Kỳ Bạch nhị lão, đại trưởng lão sau lưng, trái nhìn về phía phương xa, trên mặt kinh sợ, loại cảm giác này, thật là thánh thuật khí thế, là tội huyết chi thân. Đại trưởng lão trong lòng kinh nghi không chừng, thánh thuật mới ra kinh thiên địa, liền xem như thời kỳ thượng cổ, thánh thuật đều sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé, lại càng không cần phải nói tại bây giờ chưa thánh tàn lụi thời đại, cho dù là hắn, cũng chỉ nắm giữ lấy hai loại thánh kỹ, còn lại cũng chỉ là đế pháp mà thôi. Đi, đi xem một cái. Đại trưởng lão vung tay áo bào, quyết định thật nhanh, cùng Kỳ Bạch nhị lão chính là lặng yên không một tiếng động rời đi học viện. Thánh thuật mới ra, tất nhiên sẽ kinh động vô số thế lực, cũng sẽ cho hỗn loạn chi đồ mang đến đếm không hết nguy cơ cùng kỳ ngộ, ở trong đó xen lẫn học viện Vân Lạc, không thông báo như thế nào. Nương tựa hỗn loạn chi đồ vạn linh phủ, một ngày này, một đạo linh quang từ phủ vực nội một tòa không biết kéo dài mấy chục vạn dặm cổ mạch phóng lên tận trời, không kinh động bất luận kẻ nào tình huống, hướng về hỗn loạn chi đồ lao đi, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt vạn dặm. Ở xa phương Đông Thanh Liên kiếm tông, một thanh lục sắc trọng kiếm từ một chỗ tuyệt mật trong cấm địa hiển hiện, một đạo thân ảnh màu xanh đạp không mà đến, bước phun liên hoa, hương xa ích thanh, nhưng nếu là cẩn thận xem xét đi, liền sẽ phát hiện mỗi một đóa liên hoa phía trên đều khắc lấy tuyệt sát kiếm thuật, lạnh lẽo dị thường. Tông chủ, mấy tên thái thượng trưởng lão thần sắc kinh hãi, thân ảnh màu xanh đạp ở trọng kiếm, đóa đóa thanh liên nở rộ đã là không gặp. Cùng một thời khắc, đông đảo cao thâm tông môn, phủ vực nội, từng đạo linh quang phóng lên tận trời, đều là hướng về hỗn loạn chi đô phương hướng mà tới. Thánh thuật mới ra kinh thiên địa. Sụp đổ phía trên dãy núi, Tiêu Viêm gánh vác thanh long, vảy màu xanh kim quang vạn trượng, một đôi mắt rồng nguyên khí cuồn cuộn, huyết khí sôi trào lăn lộn, long ngâm chấn thiên, gào thét vạn dặm, đạo lấy sắc bén lấy xưng sát phạt thánh thuật, lúc này cho thấy mạnh nhất một mặt. Tiểu tử này tốt thành thạo phương thức chiến đấu, trong lúc xuất thủ thế mà không có một chút kẽ hở lộ ra. Mắt thấy sát ý chi đao liền phải bị cuồn cuộn nguyên khí luyện hóa, Lệ Huyền Phong trong lòng không khỏi kinh hãi, liền xem như thiên tôn ra tay cũng sẽ có không thể chú ý đến địa phương, loại địa phương này chính là sơ hở bại lộ chỗ, nhưng Tiêu Viêm lại là ra tay sắc bén, một đạo tiếp một đạo công kích như nước chảy mây trôi, không có một chút kẽ hở hiển lộ, như là một cái thân kinh bách chiến vô thượng cường giả. Thiên tôn chi nhãn xa xa mở ra, Lệ Huyền Phong khí tức co vào đến cực hạn, cùng hư không hợp hai làm một, pháp tắc đại đạo trong con người chảy xuôi, ngóng nhìn trong hư không thanh long, trong tay huyết mãng dao găm lóe thê lãnh hàn quang, đang đợi chí mạng một kích xuất hiện. Sát ý chi đao bị luyện hóa trong nháy mắt, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi buông lỏng, tâm cảnh có chút biến hóa, trong chớp mắt này, nháy mắt bị Lệ Huyền Phong phát giác được, lập tức như bóng với hình, thân hình như quỷ mị phá toái hư không, huyết mãng dao găm tựa như ẩn núp cự mãng, đột nhiên mà tới. Tiêu Viêm phía sau đột nhiên lông tơ đứng đấy, thanh long hét giận dữ, đuôi rồng bỗng nhiên rút kích mà qua, thân thể cao lớn đã là hướng về trên không lao đi, quanh thân kim quang tắm rửa, đạo đạo điểm lành khí tức chảy xuôi, như tiên nhạc linh âm, chấn người phát hội. Huyết sắc chủy thủ xẹt qua hư không, mang ra đạo đạo dữ tợn vết máu, như giòi trong xương lấn người mà lên, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến thanh long hộ thể kim quang, đột nhiên phá vỡ vảy rồng màu xanh, tại thanh long thân rồng lưu lại mấy đạo vết thương mới ra, kim sắc long huyết nháy mắt bộc lộ mà ra, mỗi một giọt đều như muốn áp sập thanh thiên, nặng đến vạn quân. Thân rồng run rẩy chính là tiêu tán, một bóng người theo long thân lướt ầm ầm ra, chính là Tiêu Viêm, giờ phút này sắc mặt người sau trắng bệch như tờ giấy, bụng vị trí có ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu ẩn ẩn biến đen, hiển nhiên thân chúng kịch độc. Thánh thuật uy lực đều không phát huy ra được, còn muốn lấy dùng, hả? Nơi xa hư không rung động nhẹ nhẹ, Lệ Huyền Phong dậm chân đi ra, thanh âm bình tĩnh, huyết mãng dao găm trở lại nó trên tay, huyết khí bốn phía. Tiêu Viêm trợn mắt nhìn, nơi bụng vết máu phẳng phất có được thôn vệ nguyên khí tác dụng, trong cơ thể nguyên khí đang trôi qua nhanh chóng, một tia cảm giác bất lực nháy mắt xông lên đầu, tràn đầy khí huyết tại lúc này đều có chút ít suy yếu, tắm rửa vạn trượng linh quang cứ việc y nguyên óng ánh vẫn như cũ, nhưng không có lúc trước một loại hùng hồn. Lần này, ta nhìn ngươi có thể trốn đi đến nơi nào? Lệ Huyền Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện một vòng sắc bén, năm ngón tay gảy nhẹ, huyết mãng dao găm phá vỡ hư không, như là một con ngàn trượng huyết mãng, Thái Sơn áp đỉnh mà tới. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, trong hai con người lãnh quang bốn phía, bàn chân bỗng nhiên đạp nát hư không nhảy lên một cái, tay phải nắm chặt, một thanh xích kim sắc cự thước ngang trời mà ra, thước trên mặt hỏa diễm lướt qua, xích kim lam tam sắc hỏa diễm lưu chuyển, bám vào trên đó, trong cơ thể còn lại tất cả nguyên khí đều là hội tụ ở cánh tay phải, tại to lớn huyết mãng đánh tới một nháy mắt, Thương Viêm xích hoành kích mà xuống. Cự thước mang theo vạn trọng lực lượng, dường như phá vỡ đến thiên địa, cuồng phong gào thét, tầng mây xé rách, vô tận lực đạo hội tụ trên đó, hỏa diễm lượn lờ, thiêu tận hư không, chính giữa huyết mãng đầu lâu chỗ.
cự thức phẳng phất đánh vào một khối cứng rắn vô cùng nham thạch. Tiêu Viêm năm ngón tay run rẩy, Thương Viêm Xích gần như liền phải không cầm nổi, lòng bàn tay máu tươi chảy xuôi, toàn bộ cánh tay đều là mơ hồ run lên. Huyết mãng đầu lâu lọt vào Tiêu Viêm ra sức một kích, ba loại đế viêm cấp tốc lượn lở trên đó, kinh khủng nhiệt độ đột nhiên cao thăng, dường như đem không khí đều muốn thiêu đốt. Trong chốc lát, cuồn cuộn huyết khí sôi trào, huyết mãng kêu thảm, thân thể khổng lồ hướng ngã xuống đi, theo toàn thân huyết khí tiêu tán, thân thể không ngừng đang thu nhỏ lại. Tiêu Viêm cũng bị to lớn lực đạo oanh kích mà ra, như là một đạo như lưu tinh rơi xuống, nơi bụng ba đạo huyết sắc dấu vết không ngừng thôn phệ lấy trong cơ thể nguyên khí, dùng hết toàn lực khí lực đánh trúng huyết mãng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân bất lực. Huyết mãng hóa thành một cây chủy thủ lần nữa trở lại Lệ Huyền Phong trên tay, bàn tay như đúc dao găm lưỡi đao. Lệ Huyền Phong nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, nhanh chóng rút tay về, nhìn kỹ lại, dao găm lưỡi đao phía trên bao trùm lấy từng tia hỏa tinh, khiến cho dao găm lưỡi đao phỏng tay đến cực điểm, liền hắn đều không dám tùy tiện chạm đến. Mà tại chủy thủ lưng bộ, đúng là mơ hồ có lấy có chút ít lõm, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm kia một thước đập trúng. Đế viêm. Trong mắt sát cơ hiện lên, Lệ Huyền Phong tay áo huy động, đem huyết mãng dao găm thu nhập trong nạp giới, sải bước từ trong hư không hiện thân, con ngươi nhìn về phía dãy núi, trong cơ thể nguyên khí gào thét, một vệt kim quang đại thịnh bản nguyên xiềng xích từ phía sau lưng phá không oanh ra, bay thẳng hướng dãy núi. Tiêu Viêm nằm tại phế tích, toàn thân khí lực không còn, nơi bụng truyền đến đau nhức ý bắt đầu ăn mòn kinh mạch toàn thân, đáng sợ độc tính càng là cấp tốc lan tràn toàn thân. Tiêu Viêm dương mắt nhìn lên, to lớn bản nguyên xiềng xích đánh nát thương khung mà đến, như là vắt ngang thiên thu hoàng kim xiềng xích, đánh vỡ hư không, trên đó nguyên khí như rồng, dữ tợn gào thét, mang theo diệt thế khí thế, hiện ra đến khí thế rung động phiến thiên địa này, đạo xiềng xích ẩn chứa thiên tôn pháp tắc, liền xem như bình thường đế đạo, đều có thể tùy tiện xóa bỏ. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên vô tận lãnh ý, đầu não lại là tỉnh táo dị thường, khí thế kinh khủng chấn áp mà xuống, đối với hắn nhưng không có nửa phần ảnh hưởng, lập tức mắt sinh hồng quang, liền phải phun ra tinh huyết cường hóa bản thân, thi triển Phật nộ hỏa liên. Hoàng kim xiềng xích phách không mà xuống, xoắn nát thiên địa, trực chỉ Tiêu Viêm, sắt thép va chạm âm thanh không dứt bên tai, như là trên chín tầng trời thần vương nổi trống, vang tận mây xanh. Trong lúc đó, một đạo bàn tay thon dài từ không gian duỗi ra, đem thế như sấm đánh xiềng xích nắm ở trong tay, mặc cho trên đó nguyên khí hét giận dữ, lại là rốt cuộc không động đậy mảy may. Mắt thấy xiềng xích tiếng oanh minh bỗng nhiên dừng lại, đang muốn tìm đường sống trong chỗ chết, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trên, một đạo thanh bào lão giả từ không gian hiện thân, lão giả khuôn mặt không có chút rung động nào, thần sắc bình thản, chính là Yên Thiên Đế. Lệ Huyền Phong, nơi này là hỗn loạn chi đô, ngươi vì một cái hậu bối, làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới quá nhiều người chú mục, đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt, cho tại hạ một bộ mặt, cứ thế mà đi đi. Yên Thiên Đế năm ngón tay chấn động mạnh, đã là đem trên đó gào thét nguyên khí tiêu tán, sau đó đem to lớn xiềng xích ném về bầu trời xa xăm, như vứt bỏ cỏ rác. Thật lâu, trong hư không phương tài truyền đến Lệ Huyền Phong lạnh lẽo thanh âm, Yên Thiên Đế, ngươi không sợ ta đột nhiên ra tay đưa ngươi giết rồi? Đương nhiên sợ, bản thân ngươi là thiên tôn, đạo phân thân có được thiên tôn pháp tắc, đối phó ta tự nhiên dễ như trở bàn tay, có điều, ngươi khẳng định không dám, Nhiếp Huyền không để ngươi tới nơi này là vì lớn mạnh dòng binh liên minh, mà không phải tới từ tìm đường chết. Yên Thiên Đế lộ ra nhẹ như mây gió, lưng đứng thẳng, như là một gốc thương tùng, đứng ngạo nghễ trong hư không. Hừ, không giết ngươi cũng được, tiểu tử này giết dòng binh liên minh 4 tên hoàng đạo, lại đánh cắp bổn tọa hành giới ngọc, há có thể cứ như vậy được rồi. Hư không vang vọng, Lệ Huyền Phong thanh âm chợt xa chợt gần, không biết từ đâu ra truyền đến. Lệ Minh chủ đừng nói cười, ngài cũng không phải mấy tuổi tiểu hài tử, hỗn loạn chi đô bình thường nhất chính là giết người cùng đoạt bảo. Yên Thiên Đế thở dài một hơi, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trong dãy núi bất lực hành động từ Tiêu Viêm, làm thấy người sau nơi bụng ba đạo nhìn thấy mà giật mình huyết sắc dấu vết, bình thản thần sắc rốt cục nhịn không được biến đổi. Nói hay lắm, đã như vậy ta giết hắn cũng không gì đáng trách. Trầm mặc chỉ chốc lát, trong hư không lại một lần nữa truyền đến Lệ Huyền Phong tiếng cười lạnh như quỷ mị du ly bất định. Lệ Minh chủ, học viện Vân Lạc xuất sắc nhất một người, như bị máu của ngươi mãng độc chết, Liễu Nguyên Sách lão kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên Thiên Đế ánh mắt sáng rực, thanh âm đột nhiên sắc bén. Ha ha ha, thật chẳng lẽ có thánh thuật xuất thế không thành? Thế mà đem Yên Thiên Đế đều hấp dẫn tới rồi. Tốt, lão phu cũng tới vui vui. Không đợi Lệ Huyền Phong nói chuyện, một đạo trong sáng thét dài đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đạo linh quang ẩm vang mà tới, tia sáng tán đi, một cái tinh thần sáng láng, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả áo xám chậm rãi hiện thân, đạp không mà đến, lão giả tên là Quách Ngạn Long, Vạn Linh phủ phủ chủ, mấy chục năm chưa từng hiện thân, hôm nay cũng bị thánh thuật tản mát ra khí cơ hấp dẫn, lập tức không chút do dự chạy đến. Thánh thuật đâu, ở chỗ nào? Quách Ngạn Long vừa mới xuất hiện, chính là như là một đạo tiểu hài tử một loại hưng phấn nhìn bốn phía, sau đó cười hì hì đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Yên Thiên Đế, lấy ra nhìn một cái, ta còn chưa thấy qua thánh thuật dáng dấp ra sao đâu. Lệ Minh chủ, ngươi hiện thân đi. Yên Thiên Đế nhíu nhíu mày, lập tức thoải mái nói, chính là phát giác được phiến địa vực này có long trời lở đất cuồng liệt khí thế, chính là thánh thuật khí cơ, nếu như mình đoán trước không sai, không chỉ có là hỗn loạn chi đô cao thủ có phát giác, toàn bộ tinh vực cường giả đều sẽ có một tia cảm ứng. Thánh thuật đã là trao đổi đại đạo, trong hư không có một tia pháp tắc tác động đến, mà đế đạo chí tôn đã có thể mơ mơ hồ hồ đụng chạm đến đại đạo pháp tắc cánh cửa,
Loại này tác động đến, đối bọn hắn đến nói giống như trời trong phích lịch, cực kỳ rõ rệt. Lệ Minh Chủ, Lệ Huyền Phong, nghe được Yên Thiên Đế trong miệng thốt ra đến danh tự, Quách Nhạn Long không khỏi khẽ giật mình, lập tức như là gặp ma kinh hô một tiếng, yên lặng thất sắc nói, lão thích khách cũng ở nơi đây. Quách Nhạn Long, ngươi lại như thế không biết sống chết, cẩn thận bổn tọa giết ngươi. Trong hư không một trận run rẩy, Lệ Huyền Phong cất bước mà ra, ánh mắt lạnh lùng như là lợi kiếm, khiến cho Quách Nhạn Long một trận cười ngượng ngùng. Lệ Minh Chủ cũng tại a, Thanh Thiên Bạch Nhật, như vậy bó tay bó chân làm gì, thật đúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình sát ý bỗng nhiên đánh tới, Quách Nhạn Long chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, Lệ Huyền Phong huyết mãng dao găm đã là dán tại cổ của hắn, rét lạnh như băng thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nói ít chút nói nhảm, nếu không ta để Vạn Linh phủ phủ chủ thay người. Văn Môn, Quách Nhạn Long thu hồi vui cười biểu lộ, giang tay ra không nói thêm gì nữa, nhìn nó biểu tình, lại hiển nhiên đối Lệ Huyền Phong nói lời khịt mũi coi thường, một phủ chi chủ kia là thân phận gì, há lại hắn Lệ Huyền Phong muốn giết cứ giết, cho dù vực chủ đã chết, phía trên nhưng còn có mấy cái tinh vực thủ hộ giả đè ép, bằng hắn một cái thiên tôn, thật đúng là lật không nổi sóng gió gì. Thấy Quách Nhạn Long không nói thêm gì nữa, Lệ Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, đem huyết mãng dao găm lúc trước người chỗ cổ cầm xuống, thân hình lóe lên, trở lại chỗ cũ. Yên Thiên Đế sắc mặt hờ hững nhìn qua một màn này, Lệ Huyền Phong trở thành thiên tôn trước đó, đã từng là tinh vực một cái ám sát tông phái tông chủ, bị người nhờ vả, hành tẩu ở hắc ám lấy tính mạng người ta, trải qua Dòng Binh Liên Minh minh chủ Nhiếp Huyền Không Thịnh mời gia nhập Dòng Binh Liên Minh, trở thành trong đó quyền cao chức trọng trưởng lão một trong. Thừa dịp hai người tranh phong tương đối, Yên Thiên Đế đạp không mà ra, đi vào Tiêu Viêm bên người, giờ phút này sắc mặt biến đen, giữa mi tâm tử khí quấn quanh, nơi bụng càng là đã nát giữa, huyết hồng sắc nọc độc chảy ra, huyết mãng độc đã là truyền khắp toàn thân. Khục, khục. Tiêu Viêm thần trí lại là y nguyên thanh tỉnh, móng tay xâm nhập lòng bàn tay, gắng gượng lấy quanh thân kịch liệt đau nhức, trong mắt tơ máu dày đặc, hiển nhiên đã giáng chống đỡ không ít thời gian. Ta còn thực sự không ngờ đến, Lệ Huyền Phong cũng tới, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhìn thấy Tiêu Viêm thê thảm bộ dáng, Yên Thiên Đế cắn răng, ngồi xổm xuống, bàn tay dán tại chỗ ngực, bàng bạc nguyên khí rót đi vào, tạm thời ngăn cản được nọc độc trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Là ta không có thực lực, lấy cái lão quỷ này đạo. Tiêu Viêm lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, cố nén thân thể đau đớn, trong cơ thể nguyên khí bị ba đạo vết máu điên cuồng thôn phệ, hắn đã không có mảy may khí lực đến ngăn cản nọc độc tại thể nội tràn ngập, may mắn được Yên Thiên Đế kịp thời ra tay, mới vừa rồi không có gây họa tới trái tim. Đây là huyết mãng độc ấn, hắn Thiên Binh huyết mãng dao găm mang theo độc ấn, cực kỳ kịch liệt, khuếch tán năng lực cực mạnh, sẽ mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trong cơ thể ngươi nguyên khí, độc dễ dàng giải, độc ấn muốn bài trừ chỉ sợ không phải chuyện dễ. Yên Thiên Đế ánh mắt rơi xuống Tiêu Viêm nơi bụng, biểu lộ nặng nề, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, trong con ngươi có mãnh liệt lòng tin, hắn nguyên khí mặc dù bị ba đạo vết máu toàn bộ hấp thu không còn, nhưng ở hắn cảm giác cũng hữu hiệu ngăn chặn lại vết máu ấn khuếch tán, nếu như có đầy đủ nguyên khí đến hấp thu, hắn có lòng tin đem ba đạo vết máu ấn tiêu trừ. Vừa rồi thánh thuật là ngươi phát ra? Ánh mắt lấp lóe, Yên Thiên Đế nói khẽ. Vâng. Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, khẽ động nháy mắt tác động toàn thân đau đớn, Tiêu Viêm kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hảo tiểu tử, ngươi lần này, nhưng làm nửa cái tinh vực đều kinh động. Yên Thiên Đế nhẹ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, chân trời phẳng phất oanh lên mấy đạo lôi minh, ngay sau đó, mấy đạo sắc bén khí tức tràn ngập ra, đã là có mấy vị cường giả đến nơi đây. Người trước đợi ở chỗ này, ta đi gặp bọn họ một chút. Yên Thiên Đế sắc mặt bình tĩnh, tay áo vung lên, đế đạo nguyên khí gào thét mà ra, hình thành một đạo vòng phòng hộ, đem Tiêu Viêm khí cơ che kín, lập tức một cái dậm chân phóng lên tận trời, đi đối mặt đến từ các phe đông đảo cường giả. Tiêu Viêm nằm trên mặt đất, trong con ngươi tinh quang lấp lánh, có thể rõ ràng trông thấy trên không tình cảnh, trừ Lệ Huyền Phong cùng Quách Nhạn Long, Yên Thiên Đế ba người, còn có bốn tên đế đạo chí tôn đạp không mà đến, từng cái đều là khí phách hiên ngang, khí huyết cường thịnh, long hành hổ bộ, có bệ nghệ thiên hạ oai hùng. Đây là hỗn loạn chi đô xung quanh bốn cái phủ vực phủ chủ, cùng Quách Nhạn Long thân phận giống nhau, đều là thực lực phi phàm, chỉ huy một vực, vì một phương chí tôn. Nơi đây có thánh thuật khí cơ, chẳng lẽ là có cường giả thời thượng cổ động phủ mở ra? Một diện mục bị ánh sáng tím bao phủ nam tử dậm chân mà ra, hắn toàn thân linh khí bạo dũng, dáng người vĩ ngạn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có hùng hổ dọa người chi thế, trên người trường bào màu tím thêu lên chân long, rất sống động, ung dung đại khí. Thánh thuật xuất thế, chính là tinh vực khí vận, tự nhiên là người có duyên có được, ai nếu là giấu giếm, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Một bên khác, một người xuyên kim hoàng sắc chiến giáp trắng hắn sải bước tiến lên, thanh âm như chấn lôi, đem hư không đều là chấn ông ông trực hưởng, hắn cơ bắp hở ra, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, phiến thiên địa này đều phảng phất đang rung động. Nơi đó là thánh thuật xuất thế, chẳng qua là Lệ Minh chủ dùng thánh thuật đánh giết tội huyết chi thân, làm phiền mọi người huy động nhân lực. Yên Thiên Đế mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh nói: "Yên Thiên Đế, ngươi lừa gạt ba tiểu hài sao?" Phương tài thánh thuật khí cơ, bá khí nghiêm nghị, tràn ngập sát phạt, cùng Lệ Huyền Phong âm nhu khí thế hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể là hắn thi triển? Một cô gái áo đỏ tiến lên quát lớn, tóc đen áo choàng, một đôi mắt phượng nhẹ nhàng chớp động, lông mi sắc bén, dáng người cao gầy, toàn thân nguyên khí lưu chuyển, lúc hành tẩu làn gió thơm đập vào mặt, lại là để người cực kỳ kiêng kỵ. Tần Nhạn Linh, ngươi muốn chết hay sao?
Nghe được mình thánh thuật bị trước mắt nữ tử áo đỏ nói thành âm nhu thuật, Lệ Huyền Phong giận tím mặt, trong mắt lệ khí bạo dũng, gầm thét chấn vỡ hư không, thiên tôn pháp tắc xen lẫn trên đó, phá vỡ không gian đánh phía Tần Nhạn Linh. Tần Nhạn Linh trong trẻo lạnh lùng hừ một cái, bàn tay trắng nõn nhẹ trương, dường như khuấy động thiên địa nguyên khí, trong chốc lát trước người hình thành một đạo không thể phá vỡ nguyên khí chi thuẫn, đem tính thực chất sóng âm ngăn trở, thiên tôn pháp tắc lại là đem đột nhiên đánh nát, liền phải xâm nhập nó trong cơ thể. Tần Nhạn Linh thân hình kinh động, tựa như một cái tuyệt đại vũ cơ, quanh thân nguyên khí dâng lên, sợi tóc bay lên, tại quanh thân hình thành đến cái khác chữ to màu vàng, chữ lớn mới ra, phảng phất gây nên thiên địa cộng minh, đem mảnh vỡ hóa thiên tôn pháp tắc cưỡng ép nghiền ép. Lệ Huyền Phong, nếu là ngươi chân thân ở đây, ta sẽ còn sợ ngươi mấy phần, tự rước lấy nhục. Tần Nhạn Linh hừ lạnh một tiếng, mảnh khảnh giữa con ngươi lãnh quang như điện, chẳng thèm ngó tới nói, tốt tốt tốt, bổn tọa ghi nhớ. Lệ Huyền Phong cười ha ha, trong lòng đã là nộ khí trùng thiên, xoay người một cái liền phải rời đi. Lệ Minh chủ làm gì đi vội vã đâu, thánh thuật sự tình còn không nói rõ ràng đâu. Đột nhiên, giữa thiên địa thanh liên nở rộ, một đóa chậm rãi rơi xuống, như là sen mưa, hương khí mê người, khiến người tâm thần thanh thản. Đây là thanh liên kiếm thuật. Khuôn mặt bị ánh sáng tím bao phủ nam tử áo bào tím hừ nhẹ một tiếng, một đóa thanh liên đã là vững vàng rơi vào trước mặt, thấy rõ trên đó đường vân sau không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu nữ tử thanh liên kiếm tông Đường Vi Lan, gặp qua chư vị. Lời còn chưa dứt, đầy trời thanh liên đột nhiên hội tụ đến một chỗ, thanh liên khinh vũ, một cái uyển chuyển dáng người chậm rãi xuất hiện, thanh âm cũng hợp thời vang vọng bên tai mấy người. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 107 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 108 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.